Còn ta là Iron. Khoan! Đường tay đây stuck. Nán tế? Tại sao vậy? Bởi vì tôi là thần và tôi khỏe hơn anh gấp hàng nghìn lần. Tôi nên là người thực hiện cú búng tay này. Giờ thì đưa cái găng đây. Tôi vẫn còn một tay, tôi vẫn còn búng được. Để tôi búng cho. Tôi không nghĩ thế đâu. Anh đang muốn nói gì? Không có ý gì đâu, nhưng mà tôi nghĩ trong số tất cả chúng ta, tôi là người xứng đáng và nên là người thực hiện cú búng tay này nhất. Tôi không nghĩ như vậy đâu. Ý anh là sao? Tại sao anh là người thực hiện cú búng tay này? Bởi vì tôi là người đã khởi đầu tất cả mọi thứ. Tôi là người đồng sáng lập lên nhóm Avengers và là người khai sinh ra cái vũ trụ điện ảnh này. Cho nên sẽ là một điều hết sức hiển nhiên nếu như tôi cũng là người kết thúc tất cả những điều tồi tệ đang diễn ra bằng một nghĩa cử anh hùng cao đẹp. Đó sẽ là một vòng tròn, cuộc hành trình trọn vẹn cho quá trình phát triển nhân vật của tôi, và các fan sẽ vô cùng thích thú và cảm động vì điều đó. Tôi không biết là anh có đang nghe bản thân nói hay không, nhưng mà nó nhảm vãi. Tại sao lại nghĩ gì vậy? Anh có học toán không? Tôi mới là người đã khởi đầu tất cả mọi thứ. Ý tôi là một vị thần, đã hơn 1.500 tuổi rồi. Nếu như xét về thời gian thì tôi mới là người khởi đầu tất cả mọi thứ mới phải. Không 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 không, anh không hiểu ý tôi rồi. Ý tôi là khởi đầu cái vũ trụ siêu anh hùng này á. Nói thế cũng không đúng. Cap mới là người khởi đầu vũ trụ siêu anh hùng này từ tận thế chiến thứ 2 rồi. Anh ấy vẫn xứng đáng là người thực hiện cú búng tay này hơn anh nhiều. Đâu phải ngẫu nhiên tên bộ phim của anh ta là kẻ báo thù đầu tiên đâu. Đừng chuyển hướng sang tôi có kế hoạch cho riêng mình rồi. Nhưng mà phim của tôi ra trước anh và Cap, cho nên tôi mới là người thực hiện cú búng tay này. Tôi vẫn còn một tay, để tôi búng cho. Đúng vậy, phim của Hulk ra trước anh đấy. Tất nhiên là nếu như không tính đến chuyện khuôn mặt của anh ta đột nhiên thay đổi, như thể trở thành một người hoàn toàn khác sau 4 năm đó. Rodley cũng thế, tôi quen rồi. Nhưng mà mọi người, hãy cứ để tôi, được chứ? Ý tôi là, điều này thực sự sẽ là một điều ý nghĩa với cả tôi và tất cả các fan hâm mộ của chúng ta. Một hành động đẹp để tri ân những người hâm mộ dành cả thập kỷ cùng tiếp bước với những cuộc hành trình của chúng ta là điều thực sự cần thiết trong một bộ phim như thế này. Anh nghĩ đến doanh thu của phim đi. Chúng ta có thể đánh bại Avatar đó. Nhưng mà anh có thể sẽ chết đấy. Anh dù gì cũng chỉ là người thôi mà. Tôi vẫn còn một tay. Hãy để tôi búng. Đúng vậy. Và điều đó sẽ không sao cả. Cái chết của tôi sẽ là một nghĩa cử cao đẹp đánh dấu sự chuyển giao thế hệ và là một tấm gương để cho những thế hệ siêu anh hùng kế thừa noi theo. Vì thế, tôi sẽ rất cảm kích nếu như mọi người để tôi thực hiện cú búng tay này. Làm ơn đi. Được chứ? A few moments later. Đáng ra tôi là người chết mới phải. Stop. Cái gì? Tôi đâu có sai đâu.